Xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với video tiếp theo trên kênh của mình. Đấy, chuyến du xuân tiếp theo của mình các bạn nha. Hôm nay là mùng 7 các bạn ạ. Đây. Vẫn là các cô mặc áo đẹp, chưa trang trí xong à? Quá đẹp luôn. Lại một cái lễ hội nữa các bạn nhá. Hôm nay mùng 7 tháng Giêng thì tại quê hương của mình, chiến thắng huyện Chi Lăng của tỉnh Lạng Sơn, diễn ra cái lễ hội xuân mùng 7. Đấy. Các bạn theo chân mình xem lễ hội ngày hôm nay có gì đặc sắc các bạn nhá. Đẹp chưa, đẹp chưa? Chưa đẹp. Chưa cả tội khăn. Lúc chưa sinh là như này đấy rồi nhỉ. Ngay đây là các mợ các cô của mình các bạn nhá. Đấy. Ồ. Bây giờ mới là cái khâu chuẩn bị trang điểm. Ấy. 16 17 chứ. Mới 15. Đẹp thật đấy. Đây. Đây là hai chị em trang trí cho nhau này. Đây. Một cái đoạn video khâu chuẩn bị các bạn nha. Một cái hậu trường đang chuẩn bị đi chơi lễ hội. Ở nhà như nào thì không biết, nhưng mà đi chợ là phải đẹp, phải xinh. Đúng rồi. Thật xinh. Đấy. Thôi bây giờ đi chơi lễ hội đây các bạn nha. Đi thôi nhỉ, cái gì đây? Đi thôi. Ở trên Lạng Sơn mình thì có rất là nhiều những cái lễ hội các bạn nhá. Lễ hội thì xuyên đến tận cả tháng 2 cơ. Ra quay rồi. Vui thế nhỉ. Ồ, con chào ông nhá. Đây, đẹp trai quá ông ơi. Xin chào. Bỏ tay ra phần lưng. Ê chị ơi. Đây này. Nhiều lợn quay quá. Đúng rồi. Chật kín luôn các bạn ạ. Ôi. Đông chưa? Hello. Két chưa? Vâng, chào chú nhé. Đây trung tâm ủy ban các bạn ạ. Trung tâm ủy ban nhân dân xã. Anh Hương có bạn trai chưa? Bạn trai đâu rồi? À, đây toàn bạn các cháu à? Hương. Bạn các cháu hết à? À.
Cái bạn này là bạn của cháu à? À, em của cháu. Em mà cao đấy. Ủa, đồng lắm các bạn ạ. Ở trên Lạng Sơn mình chỉ có lợn quay là nhiều những cái món ăn ẩm thực ấy, các bạn ạ. Ồ, có một cô gái xinh đấy. Qua. À, người quen hả? À, đây. Bạn này là ở đâu đây em? Ở đây luôn hả? Ừ. Em gái có người yêu chưa? Em chưa có người yêu đâu, em chỉ có một chồng hai con thôi. Một chồng hai con thôi nhỉ? À. Làm đến mơ được tiếng tinh mang nha vậy á. Con bé này là bé nào đây? Đây này. Bé này là bé nào đây? Bé mình đấy. Hả? Hỏi nó bị biết thôi. Ờ, nhưng mà ở gần đâu ạ? Ở Na Hà. Ở Na Hà hả? Ồ. Oh. Quay mặt về đây để anh hỏi chút. Đúng rồi. Tay bài. Ồ, xem nào. Đúng rồi. Chả là đắp nhá. Ở sao mới khế bên này quay hay là không chứ à? Đâu đây. Lùng đáy bên này thêm họ tẹp với mơ ạ. Em ạ. Đấy bên này họ tẹp mơ lộ. Anh đem khởi mít thịp hắn luôn. Mấy cô gái xinh quá nhưng mà không có cho ghi hình buồn lắm. Các bạn ơi, mình đang có mặt tại trong khu vực trung tâm xã Chiến Thắng các bạn nhé. Ừ. Khu vực đẹp gái quá. Đấy, bạn Lô Thịnh. Xin chào nha. Hello anh. Ủa. Nhiều đồ ăn ngon quá các bạn ạ. Mấy anh em ở tận đâu nhỉ? Mấy anh em. Ok. Uy tín quá. Anh em phải làm tí cay cay vào, tí thổi cho nó lên. Ok. Bạn này qua đây anh bảo. Qua đây. Qua đây. Thôi ạ. À. Bạn gái à? Em ơi vào đây. Mèo cần phải mang lại tình yêu bên tôi. Hai của mấy bạn ông bay rồi. Anh em lành mạnh quá nhỉ. Đấy. Người quen đây rồi. Đẹp rồi nhỉ. Bình thường ngày là không thấy mặc đâu, bây giờ thấy mặc các chị này. Vâng. Cười tươi vào, đúng rồi. À, rồi. Vâng. Ai cũng xinh, ai cũng đẹp. Hội này chủ yếu là đi ngắm người đây. Ngắm người là nhiều các bạn ạ. Đây.
là gì để em nghe follow. À, link của anh là bản sắc vùng cao TV. Follow cho anh nhá. Vâng. Em bạn này bán cái gì ấy? Em đang trộn xoài anh ạ. Xoài à? Vâng, anh ơi, ủng hộ. Bây giờ anh đói đã. Để anh đói đã. Xoài đã thay đổi anh lên chắc nha. Vâng, ok chị. Đặt hàng nha em gái. Đấy. Không gian. Vâng vâng. Quá tuyệt vời luôn không ạ? Ngon đấy nhỉ? Bạn em thử đi. Quay cái cô gái này một chút nhá. Toàn người đẹp đây. Toàn người đẹp đây. Xinh quá. Ôi giời ơi. Quê hương trùm khế ngọt đấy. Quê hương là trùm khế ngọt. Ôi ngọt ngào quá. Các bạn ơi đi chậm chậm thôi. Đấy. Đấy bên này cả đáy bà ấy. Đẹp quá nhờ cô nhờ. Ồ, không ngờ mà hội hôm nay có cô gái xinh như này. Các bạn đến lâu chưa? Anh hỏi một chút. Mới đến. À mới đến thôi gì. Ờ à, xinh quá, xinh gái quá. Đứng ở đây một gian để anh chụp kiểu ảnh với. Xấu quá. Xấu quá. Mấy cô này trông quen quá. Nhưng mà không biết là quen chưa ấy. Không nói gì luôn, chán thế. Chết giả. Em gái năm ngoái, là quen rồi. Năm nay có khỏe không em? Em vẫn khỏe hả? Xinh gái quá, vẫn xinh gái như ngày nào? Mỗi năm được 1 cái bánh trưng, 2 cái bánh trưng. Xinh gái mà. Có duyên đấy cơ. Quay nhiều ngày quá. Xấu hổ đúng không? Ok. Hôm nay không đi với người yêu à? Vẫn đi. Vẫn bơ vơ một mình hả? Ôi trời ơi, các bạn ơi. Cô gái này bảo chưa có người yêu, có tin không? Các cô gái này có người yêu hết chưa? Ok, mọi người chơi vui vẻ nha. Bắt từ nãy đến giờ mới... Ok, ảnh với, chụp một selfie một cái nhỉ? Ủa, đi đâu mất rồi? Người đẹp ơi, anh nhờ, tôi nhờ tí các bạn ơi. Đông đông tí, ba bốn nữa. Nhìn máy quay của tôi cái. Ui, ok, cảm ơn nhé. Trời ơi. Các bạn ơi, xinh chưa? Em ơi, chào anh cái. Ồ. Đeo cái này hai phết đấy nhở. Hai bé này. Chợ đồng lắm các bạn ạ. Ôi. Đồng lắm. Mình đưa các bạn đi chơi nhé. Ui dồi, thanh niên, người già, người trẻ rất là đông luôn. Đây là phong bì xin để sống.
Đây, mấy bạn xinh gái quá. Hello, hello các bạn. Trong này các cụ, các ông, các bà vào đây ngồi hát các bạn ạ. Đấy. Thấy chưa? Khu vực à. Ở đây đông vui đấy anh ơi. Ôi, đông vui nhờ. Mấy bé này có cái con vịt hai phết. Đấy, mọi người đi chơi hội thì chỉ đi vòng vòng thôi các bạn ạ. Lễ hội nào cũng vậy. Đi mỏi chân rồi là mệt, nghỉ đi về thôi. Đâu cũng vậy. Người yêu à, người yêu à? Không, bạn em. Bạn em đây à? Xinh gái quá. Ồ. 2, 3. Đang quay đây em? Đang quay. Em gái đến từ đâu đây? Em ở Vân Thủy ạ. Chưa có người yêu à? Vâng. Facebook là gì đấy? Hằng Thanh Chu ạ. À, Hà. Hằng Thanh Chu ạ. Hằng Thanh Chu. Ok. Ok, ok, được rồi, được rồi. Thấy gái đẹp anh quay. Đồng ý của em chưa? Ok.